bài hát nhẹ nhàng. Bố, đây là lần đầu tiên bố nghe con hát và bố với con đệm đàn với nhau một lần thực tế nghiêm túc. Chưa bao giờ đúng không? Đúng không? Very first time nhá. Don't care what is written in your history, as long as you